Thưa quý vị thưa các bạn, mới đây chính phủ đã phê duyệt quyết định về quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó đến năm 2025, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập sẽ giảm khoảng 20% so với năm 2020. Cụ thể, trong đó trường trung cấp công lập giảm khoảng 40%, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng tỷ lệ lên khoảng là 45%. Hoàn thành việc sát nhập các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề thành một cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn cấp quyền. Đến năm 2030, giảm ít nhất 30% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập so với năm 2020, trong đó giảm khoảng 50% trường trung cấp công lập, nâng tỷ lệ cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lên khoảng là 50%.